Dạ, em xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. À, giờ này trưa lắm rồi cả nhà. À, có rất là nhiều cô chú đến viếng mộ bác Năm, mặc áo bà ba rất là đẹp luôn cả nhà. Wow, áo bà ba tím cả nhà. Cô mấy chú ha. À, cả nhà. Dạ, con chào mấy cô. Ôi, mấy con mặc áo bà ba đẹp quá. Dạ. Mấy cô đây là đi viếng mộ người thân hả cô? Đúng rồi, ba. Là mộ nào cô? Chị nói là mộ ở đâu? À, chứ cổng à? Dạ, cũng gần đây hả cô chú anh chị? Mấy cô thì đây đi viếng chung một chợ luôn. Mấy cô ở gần nhà chú Năm. Đường Đoàn Thị Điểm luôn hả? Đường Đoàn Thị Điểm là cua hôm nay hôm qua luôn qua bên... Ngay chỗ công an phường đó hả? Đúng rồi. Dạ, công an phường đi ra qua đường Phan Đình Phùng đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nằm ngay bờ kè. Gì hả? Dạ. Quá đẹp luôn cô chú anh chị. Mấy cô đây thì nhà ở nhà của chú Linh. Chú Linh luôn ở phường 1 luôn. Dạ. Đúng rồi. Mà mình phường 1, đây phường 2. Phường 2. Dạ. Dạ. Rồi, hôm nay là có duyên xuống thăm. Dạ. Ở lúc đó anh Hàn Quốc là nghe chú Linh chết mà không có Hàn Quốc không dạ, ở đây. Dạ. Nghe thăm thăm quý vị thăm chứ. Dạ. Hàn Quốc ở bên đó có mặc áo bà ba gì không? Không. Không hả? Về Việt Nam mặc áo bà ba. Việt Nam mà. Gì hả? Hàn Quốc không có mặc áo bà ba. Là gốc Huế. Dạ. Nên phải mặc áo Huế. Đó. Đâu chị chào khán giả tiếng Hàn Quốc em nghe thử coi. Nhớ xe. Kì kì vậy. Coi giờ mình chào tiếng Việt của Việt Nam mà. Chào tiếng Việt đi. Không, bên đây mình chào cho người Hàn Quốc nghe. À vậy hả? Nói là tôi đang ở một. Em tên gì? Dạ Tài 66 Vlog à. À, vô Tài 66 Vlog nghe. Dạ. Coi hôm nay là có chị Xuân Nghi ở Hàn Quốc nghe. Dạ. Đi ghé thăm anh Vũ Linh. Dạ. Anh Năm. Dạ. Ôi, cảm ơn nha, cảm ơn chị. Hả quý luôn. Anh Năm. Được chị kêu gọi, được chị kêu gọi đăng ký kênh luôn. Đăng ký kênh luôn. Dạ. Kéo chị vô bên Hàn Quốc là chị cũng hơi nổi tiếng. Dạ đúng rồi vậy hả? Kéo chị vô. Kéo chị vô đúng không? Chụp chị tắm nữa đi nè. Dạ. Vô coi thân của em cũng làm YouTube ở bên Hàn nè. Ủa vậy hả? À, chị cũng làm YouTube ở bên Hàn nè. Chị làm YouTube bên Hàn luôn hả? Kênh chị tên gì chị? Chị hả? Nick của chị là Mai Xuân Nghi, em làm gì em kéo chị vô là nổi lắm. Mai Xuân Nghi đúng không? Mai Xuân Nghi. YouTube đúng không? Mai Xuân Nghi YouTube cả nhà. Trời ơi gặp chị gái này là Mai Xuân Nghi YouTube chị... ở Hàn Quốc hả chị? Ở Hàn Quốc. Tính ra mình là đồng nghiệp hả? Chụp chưa? Chị vậy 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 tính ra là em với chị là đồng nghiệp luôn rồi. Đồng nghiệp đồng hương luôn. Đồng nghiệp YouTube. Chị là chị quê ở Hàn Quốc. Mà chị người ở Việt Nam đây, chị qua bên đó làm YouTube. Sống và làm việc ở bển cũng có làm YouTube luôn. Và những cô, những chị đây thì nhà gần mộ, nhà gần nhà của bác Năm. Và mộ có người thân thì gần mộ của bác Năm luôn. Ở trước cửa, ngay chỗ chùa gọi là Linh Hoa Tệ Đàn hay gì đó. Nguyên mặc đồ tím không à? Đây cô đang chụp hình cho cô Thanh Phương Gửi. Láng giềng. Bà còn xa không qua, láng giềng gần đó. Mai Xuân Nghi, một lát nữa tìm kênh của chị coi chị biết làm chủ đề gì đây. Dạ. Trắng đi nhớ chạy. Được không? Đẹp chưa? Okay, nhớ vô kênh của em nào nãy đâu quên rồi. Tài 66 Vlog. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Hết trong này luôn nhưng mà ai mà nói dị ứng nhất là
trừng. Không có đó. Dạ 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 dạ. Cái đó thực tế nói. Dạ. Nói chuyện cũng chút dạ. Chớp mà đến khi sau này nghe được cái sự thật đó. Dạ. Và thấy cũng không buồn ha. Không bị buồn ha. Dạ. Còn cuộc sống thì mỗi ai. Dạ đúng rồi. Mỗi người có một chọn cái lối đi riêng khác nhau. Dạ. Dạ. Vậy là cái chị đó là ở Hàn Quốc về ha. Quốc, dạ, dạ. Chị này ở Mỹ. Có chị áo xanh ha. À, chị kia cũng ở Mỹ. Ờ. Mặc nguyên bộ đồ tím luôn, cũng ở Mỹ. Vậy hả? Ồ, vậy. Mấy chị em ở đây vỗ ba, chỗ đầu của ba. Dạ. Mấy chị em tập trung lên mộ ba thăm bạn. Dạ. Và sẵn là ghé thăm bạn Linh luôn. Dạ. Quá quý luôn, thôi coi như là vỗ đầu cũng giáp năm ha. Dạ. Ủa hàng sớm anh Linh mà. Dạ. Có khi nào mình ghé ở nhà chưa? Có chứ, cũng ghé qua bên là làng để mua ăn vặt. À, mua ủng hộ ha. Dạ. Về nhà mà. Chị Loan cũng mới mở cái kênh YouTube đó. À, Võ Hồng Loan Official. À, đó, chị có theo dõi. Dạ đúng rồi, có mình theo vô đó theo dõi. Dạ. Tinh rồi Phương Lê rồi chị Ni. Dạ. À, cũng luôn luôn. Nói dạ. Chung không có xảy một ai. Dạ. Nhà mấy này hoài. Dạ. Cái gì tôi đam mê mà. Đam mê, thần tượng. Nói chung là dạ. Rồi mình đi qua đây mình tham quan mộ của bác Thanh Sang bên đây à. Ừ. À, vậy là mấy gia đình lên mấy cô mấy chị đây là ở nước ngoài vậy, đa phần ở nước ngoài ha. Chị ở Hàn Quốc, chị ở bên Mỹ, hai chị ở bên Mỹ ha. Đó, đang chụp ảnh ở mộ bác Thanh Sang này với cô chú anh chị. Ừ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, em chào chị. Trời ơi, né cho chị đi. Gửi cái vô của ai vậy? Dạ. Vô cho các anh áo trắng. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn mấy em nha. Dạ. Tài. Dạ. 66. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Mấy em ít lộ diện chứ mấy anh thì lộ diện nhiều rồi. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi ạ. Rồi, chúc đại gia đình của mình nhiều sức khỏe nha. Dạ chào anh. Dạ chào. Chúc mấy em hôm nay làm việc thật tốt đẹp nha. Dạ dạ, em cũng chúc anh gia đình gia đạo được bình an nha, may mắn nha. Dạ. Rồi lại chào cái chị có kênh YouTube Mai Xuân Nghi. Dạ, em chúc kênh YouTube của mình nhiều phát triển nhiều hơn nữa nha. Lát nữa em sẽ tìm tới kênh chị đó. Vô em bảo like cho chị. Vô Mai Xuân Nghi nha không? Mai Xuân Nghi. Không biết chủ đề làm gì chị? Chị hả? Dạ. Thập cẩm hả? Cái nào cũng có. mê khúc quán nhưng mà cứ thập cẩm em như dạ rồi bánh chào gia đình nha. Dạ. Ủa sao chiếc xe này ngộ ta? Cái cửa đóng ngộ ha. Đóng nhẹ nhàng. Đóng như cái cửa buồn nhà mình nha. Để có chừng. Là mấy chị mấy cô này là hàng xóm với thứ năm á chị. Không ở nhà cái cửa phòng nhà em cũng kéo ngang gì đó. Vậy hả? Ờ. Vậy là ngon rồi. Ồ thấy xe người ta là mở cửa ra người ta đóng cái gầm. Ừ. Cái xe đó tự nhiên nó kéo ngang lại. Ờ giống như cái cửa nhà em vậy đó. Đúng là xe xịn sò cả nhà. Em nói đùa thôi nha cả nhà chứ ước mơ mua được chiếc xe này chắc cũng phải không biết khi nào. Ừ. Xe giờ 4 bánh luôn. Đó. Ừ. Đó, bản số Sài Gòn cả nhà. Xe chiếc xe 4 bánh vẫn chạy ghê thiệt chứ, chạy nhanh hơn xe 2 bánh ha. Rồi bây giờ thì em xin phép khép lại cái video này ở đây ha. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, yêu thương ủng hộ nha.